Đây mẹ bộ dưa cho hai em nha. Quả dưa siêu to khổng lồ này con. Mẹ kia là của Titi. Ừ, con một thìa Titi một thìa. Để mẹ cắt cho nhá. Mẹ Titi một thìa ở đây. Thì ăn dưa không? À, to. Dưa là món khoái khẩu của Titi với gấu ấy nhờ. Phải không? Phải. Quá đúng. Titi, chờ mẹ nha. À, quả dưa đỏ chưa? Nè, chia to đỏ không? Mẹ đang muốn ăn dưa này. Cái hạt mà con hạt sao ăn được? Để mẹ bổ nhá. Mẹ cắt một nửa nhỉ. Cắt nửa này nhá. Tí hóng thế. Mẹ cắt cho này. Cắt cho này hả? Thế để cho này lên đây nhá. Dưa này mỏng vỏ nhờ. Cho mẹ một tí nữa nha. Mẹ cắt xong rồi mẹ cắt nhỏ nhỏ ra mẹ lấy cái chĩa mẹ cắm cho hai chị em ăn nha. Này. Đừng con. Cái quả dưa này nó to quá mẹ cắt mãi mà không hết. Mẹ cắm như này này. Ừ. Để mẹ gọt vỏ nữa. Có cần gọt vỏ không? Mẹ lấy cho hai chị em ăn miếng trước nha. Đưa mẹ lấy cho nào. Ui, con làm cong cái thìa rồi. Đưa mẹ con nào. Nhẹ nhàng thôi chứ. Đây, của gấu này. Đưa cái thìa cái đây mẹ lấy cho Titi. Đây. Đây cái này này. Mẹ cắm vào đây rồi. Đây của con đây, của Titi đây. Ăn trước đi, ngon không? Hóng mãi. Quả này to quá, mẹ cắt mãi mà không hết. Để chỗ nào cũng có. Tí không cần cái gì à? Ôi dồi ôi, tí ăn kìa. Tí ăn mà toàn nước ra ngoài thế tí. Mẹ quên không lấy cái giấy ra đây để lau cho em rồi. Kéo to to nữa. Con cũng đổ à? Dạ. Có ngọt không con? To ngọt. Từ từ để mẹ lấy ra nha. Mẹ chua chua. Chua chua nữa. Cắn cầm đấy. Gấu ngồi xịt lại tí gấu. Để cho tí nhá. Cắn cầm đấy. Hai đứa ăn nhanh như thế này xong rồi tí nữa mẹ cắt xong hai đứa no được còn đâu. No chưa? Ăn đi, ăn đi xong rồi tí mẹ lau cho. Ăn này kiểu gì chảy chảy nước ra. Thì như no rồi sao á? Nói chồng. Đây mẹ lấy cái khác cho nào. Đây chứ. Ôi. Rất rồi. Đi cầm lấy con. Cầm lấy đi mẹ lấy cho gấu. Mẹ lấy cho đi. Trái tim hả? Mẹ con chim. À con chim hả? Con chim nó biết bay đúng không? Dạ. Con chim ở đây mẹ ơi. Không phải con chim. Con xà trống. Mẹ con chim. Không là trống á. Mẹ con chim. Mẹ ơi con chim bay. Bay vào mồ
con à? Bay vào cạm. Thì lười đấy, thì cầm ăn đi. Thế để mẹ cầm này, con cầm ấy. Tự cầm ăn chứ. Mẹ ơi con chim. Ừ. Ăn đi, ăn xong đi rồi mẹ lấy khăn mẹ lau luôn cho. Ok. Thì ăn nào không? Con kéo lên ạ. À. Lên kéo lên. Đó, con cầm ra tay luôn đi. Bỏ cái nhiệt ra. Ăn đi, ăn xong rồi mẹ lau cho. Mẹ cắt luôn cái này nhá. Đưa mẹ lau lên nào. Xong chưa? Ăn dưa dính quá. Chảy hết nước ra ngoài. Chảy hết nước ra ngoài. Nhưng mà ngọt nhỉ. Này con lau tay đi. Con lau tay đi. Mẹ lau ra đi nào. Cá phải giấy rồi. Nhả ra. Nào nhả ra cho mẹ nào. Giấy mà đâu phải đồ ăn được đâu mà. Con ngồi xuống đi con. Ngồi xuống cẩn thận nào. Đây này nữa con. Đây này đang dính nè. Nhả ra. Con ăn nữa hả?